Hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bầm TV Điện Máy Trang Huệ. Thì các bác hỏi em rất là nhiều về những cái cục pin này. Đó, những cục pin có dòng xả lớn, dung lượng khủng để anh em mà muốn nâng cấp cái máy của mình lên, muốn sử dụng gọi là cái công việc của mình sử dụng được lâu hơn. Đấy, thì ngày hôm nay em đã về một số cái cục pin rất là ngon anh em nhé. Pin 15 cell này, rồi pin 10 cell dòng xả lớn, phục vụ các bác mà là máy mài, máy cắt, máy khoan bê tông, những cái con mà có cái vòng tua cực lớn hoặc là những con máy khoan đều vô tư thoải mái luôn cho anh em nhé. Thì anh em mà xem kênh YouTube Cu Bầm TV nhà em thì nhớ là ủng hộ bên em bằng một nút đăng ký kênh hoặc là ấn chuông thông báo để các bác có thể cập nhật được những video mới nhất hoặc những cái clip livestream mới nhất của bên em nhé. Thì trước mắt các bác đây là những cái con mà cục pin 10 cell này. Trước tiên là 10 cell này. Đây, 10 cell hoặc là 15 cell này. Chỉ trước tiên em đưa cho các bác là hai cục pin 10 cell nhá. Đây, bên tay em này, cục pin 10 cell này là cục pin của Navara, hàng 2000 mAh. Là một cell pin thế này sẽ là 4A anh em nhá. 4A, với một cục pin là 2000 mAh mà. Đấy, chuyên dành cho cái pin có dòng xả lớn cho em, những cái máy có dòng xả lớn. Còn đây thì là cục pin mà thông thường anh em nhé. Thông thường trong tất cả các máy bu lông hoặc đầu 13 ly của thông thường của các cái máy pin 10 cell này, chân pin Makita. Thì pin của nó là pin cell pin màu tím nhá. Để em sẽ mở, em sẽ khui bên trong cho anh em xem luôn về chất lượng cái cục pin cho anh em xem biết nó khác nhau ở điểm gì nha anh em nhé. Vừa rồi các bác đã cùng em đi mở cái cục pin này. Thứ nhất, đây là cục pin mà gọi là pin của máy khoan anh em nhé. Mạch sẽ là mạch 2 MOSFET và pin là pin tím này. Đấy, các bác dùng máy khoan hoặc là máy chuyên vít, máy đầu kẹp 13 ly hoặc là máy bu lông thì vô tư thoải mái luôn cho em. Thì cục này chỉ với giá là 250.000, bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi toán nhé. Cục này thì sẽ không sử dụng được với những cái mà cái máy mà máy mài máy cắt, bởi vì dùng sẽ hay bị ngắt mạch, cái dòng xả nó không đủ tải anh em nhé. Rồi, còn cái này là cái con mà chuyên là cho dòng xả lớn đấy, cục pin có dòng xả lớn cho em, dòng xả lớn này anh em nhé. Mạch sẽ là mạch 3 MOSFET cho em, chịu tải lên đến 80A. Con này thì pin là pin 2000 mAh và hàng pin của Navara 666 anh em nhé. Giá con này thì là giá là 400.000, là em miễn phí ship. Anh em nhận hàng kiểm tra hàng vô tư cho em. Con này các bác dùng máy khoan này, máy chuyên vít, máy bu lông, đầu kẹp 13 ly, hay các bác dùng máy mài, máy cắt, máy đục, máy khoan bê tông, vô tư thoải mái luôn cho em. Dòng xả lớn, gọi là dung lượng thì là dung lượng 10 cell rồi, pin 10 cell. Pin là pin 2000 mAh, thì một cục sẽ là cục 4A em nhé. 4A, giá 400. Đấy, đây là những cục 10 cell em nhé. Thường thường thì thông dụng các bác nếu mà muốn dùng pin của máy khoan, máy chuyên vít, bu lông thì các bác cứ chọn pin này cho em cũng được, giá là 250. Còn các bác mà muốn vừa sử dụng máy mài, vừa sử dụng máy khoan, mà vừa sử dụng máy bu lông và vừa sử dụng được cái dung lượng nó nhiều hơn thì anh em dùng con này cho em, giá 400, miễn phí ship toàn quốc anh em nhé. Thì pin xanh em biết rồi, pin xanh hàng của Navara là hàng pin chất lượng nhất hiện nay tại cái cửa hàng nhà em. Còn pin tím, pin xám thì nó giá khá là rẻ nhá. Còn pin xanh, pin xanh nhưng phải là của Navara anh em nhé, Navara 666, pin cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, đó là hai cục pin 10 cell. Còn và là bị các bác chú ý cho em này. Chú ý cho em là cái những cái em dán này, Hitachi này 199V này hoặc là Makita 199V. Thực chất đều là pin thì là pin 10 cell, 18 đến 21V cho em, và cái này thì không ảnh hưởng gì đến cái dung lượng của máy anh em nhé, hoặc dung lượng của không ảnh hưởng gì dung lượng của pin. Nó đều là 21V cho em và chân pin Makita. Ví dụ như em dán Hitachi này, đấy, nhưng đây là hàng con pin tím này, các bác nhìn soi lỗ bên trong cũng thành rõ này. Pin tím này là cục 250 này. Đây, Makita là pin xả, pin nhầm xin lỗi. Đây, pin xanh này, anh em nhìn rõ cho em giúp em nhé, cái lỗ khe hở này. Pin xanh và ở ngoài nó có in luôn là Navara 666 và pin 2000 mAh.
Đấy, nói chung em phân biệt được cái vỏ được rồi. Cái nấc nó màu đục đục này. Đấy, chứ không phải là các bác bảo là em là dán Hitachi hay dán Makita nhưng mà không phân biệt được đâu. Đây chẳng hạn đây. Cục này em cũng dán là Makita này. Cũng là Navara 666 pin 2000 mAh. Hoặc đây. Cục này là Hitachi. Nhưng mà pin 2000 mAh. Nói chung là tùy anh em ạ. Cái này thì cái dán này các bác thích dán Hitachi hoặc dán Makita em đều dán được. Chủ yếu là chất lượng bên trong của cái cell pin anh em nhé. Em đưa các bác xem những cái cục cell pin 10 cell rồi. Thì sau đây các bác cùng em gọi là lên những cục 15 cell. 15 cell thì này về được 2 mẫu này. Em về 2 mẫu. Một mẫu chất lượng thường và một mẫu chất lượng cực kỳ ngon cho anh em luôn. Thì em sẽ khui luôn cho anh em xem thử cái nội thất bên trong nhá. Để anh em biết được nó như thế nào. Em đã mở hai cái cục pin cho bác xem rồi. Đây, nhất là con Makita này. Đều là hai cục pin 15 cell anh em nhé. Đây, đây sẽ là cái cục pin 15 cell nó rẻ hơn một chút này. Pin xám và pin xanh anh em biết rồi. Thì pin tím này, sau đó sẽ đến pin xám và sau đó sẽ đến pin xanh. Pin xanh là hàm pin chất lượng nhất này. Đây, pin xám đây. Pin xám thì nói chung là cho các bác mà thứ nhất muốn dùng được máy mài luôn này, muốn dùng máy khoan vô tư này. Còn lại con mạch 3 MOSFET anh em nhé. 15 cell. Đấy. Một cell pin là 2000 mAh và hàng pin màu xám này. Dung lượng thì nó là 6A, mà pin xám thì nó gọi là cái dung lượng pin nó sẽ kém hơn pin xanh một chút anh em nhé. Thì cái cục này giá sale cho anh em giá là 380.000. Bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em luôn. Anh em nhận hàng kiểm tra hàng vô tư. Đây. Makita này 199V. 199V nhưng thực chất sẽ là 21V anh em nhé, 18 đến 21V. Pin này pin 6A luôn, 6A xám này. Pin 6A, sale pin xám giá là 380.000, giá sale cho anh em luôn. Còn tiếp theo lại anh em muốn ngon hơn, thời gian sử dụng được lâu hơn này mà máy cực kỳ là ngon thì lên cho em con này, con Navara 666. Pin 15 cell của Navara, pin nó ghi chuẩn luôn 21V anh em nhớ, hàng Navara này. Thì cái cục pin này cũng là mạch 3 MOSFET này. Pin dung lượng là 2000. 2000 mAh một cell pin em nhé. Bình thường trên thị trường họ có thêm là một cái loại pin bằng 1600 nữa. Nhưng mà em thì em dùng là em dùng pin 2000 luôn. Chỉ là chuyển pin 2000 luôn cho em mà dùng được thời lượng nó lâu. Đấy, pin 2000 này, màu xanh này, pin 2000 cell pin xanh. Hàng của Navara 666 này, một cục cell pin 15 cell như thế này, giá cho anh em là 500.000. 500.000 là bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh em nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái chứ thanh toán luôn cho em. Và pin này, pin 15 cell của Navara bảo hành 6 tháng. Pin 15 cell pin xám này bảo hành 3 tháng này. 10 cell của Navara 400 này bảo hành cho anh em là 6 tháng. Còn 10 cell hàng pin thường bảo hành 3 tháng anh em nhé. Pin thì cực kỳ chất lượng rồi. Nói chung là anh em có thể là tùy chọn cái pin mà phù hợp với công việc của chính bản thân mình. Chẳng hạn anh em muốn sử dụng được lâu này, muốn nó gọi là các bác có thể dùng đa di năng các loại máy. Đấy, nói chung là tùy anh em. Thì em thích cái nào thì anh em có thể sử dụng tùy. Nâng cấp cái cục pin của mình lên, nói chung là muốn máy ngon thì pin phải ngon, pin khỏe, đầy đủ dùng. Gọi là đáp ứng được cái dòng sạc cho cái máy của mình sử dụng anh em nhé. Thì anh em sẽ cùng em đi test thử gọi là cái cục pin này. Test thử với máy cắt đi, nó sẽ là chính xác nhất này. Thường thường là cục pin mạch 3 MOSFET thì thường thường là vào máy cắt thoải mái vô tư rồi. Pin xanh, pin xám như nào đó. Còn pin tím thì vào sẽ hay bị ngắt mạch. Anh em thử xem là cái lời nói của em có đúng không nhá. Thử với cục pin Makita này nhá. Pin tím anh em nhá. Pin dùng chuyên cho máy khoan này. Ok, sẽ lắp cục pin này vào thử cho anh em. Lắp thử cục pin tím này vào máy mài này, em sẽ thử cắt cho anh em xem luôn nhé. Đấy, cắt nó sẽ bị ngắt này. Đây, máy vẫn đang để bình thường nhá, vẫn bóp cò đi, vẫn bóp cò tải nhá.
Đấy, lại ngắt rồi anh em nhé. Các bác rút, sau khi nó bị ngắt thế này các bác cứ rút pin ra thì nó lại được sẽ được lại hoạt động bình thường anh em nhé. Rút pin ra và các bác cắm lại sẽ hoạt động bình thường. Bởi vì cái máy khoan này sẽ không dùng được cho với máy mài, nó sẽ hay bị ngắt mạch anh em nhé. Sau đây thì em sẽ test thử với cái cục pin mà có dòng xả lớn, pin 10 cell, hàng Navara 666 nhé. Sau đây thì em sẽ lắp cái cục pin Navara 666, pin dòng xả lớn 10 cell nhé, và thử với máy mài. Dùng cái cục pin có dòng xả lớn pin 10 cell Navara, em sẽ dùng để cắt nó cắt pi 18 anh em nhé. Đấy, các bác cắt vô tư thoải mái, không ngắt mạch anh em nhé. Rồi các bác dùng cục pin có dòng xả lớn này, chẳng hạn như pin 10 cell này, hoặc hai cục pin 15 cell thì thoải mái dòng xả. Các bác dùng máy cắt vô tư. Nói chung là các bác cần dung lượng càng lớn thì các bác lấy cái pin dung lượng lớn thôi. Chẳng hạn như 10 cell, các bác cần dung lượng lớn hơn thì lấy pin 15 cell màu xám này. Cần dung lượng lớn hơn nữa thì lấy 15 cell pin màu xanh em nhé. Thì vừa rồi các bác đã cùng em đi test thử rồi với cục pin này rồi. Đấy, thì giá cho anh em đều là bên em đã miễn phí ship và giá sale rồi. Cục pin tím này, pin tím 10 cell giá 250 miễn ship này. Pin xanh hàng Navara dòng xả lớn 10 cell, pin 2000mAh giá 400 miễn ship này. Em bán rất là nhiều rồi. Và pin 15 cell xám này giá 380 miễn ship. 15 cell xanh đều là pin 6A nhé, giá là 500 miễn ship. Các bác có nhu cầu về cục pin nào thì để lại cho em số điện thoại ngay dưới video, hoặc là trực tiếp gọi đến số hotline của em, đó là 0982 826 628 hoặc là 0929 826 628 anh em nhé. Đặc biệt em có bán cả sạc đi kèm theo luôn nhé. Sạc thì giá là 120, em cũng miễn ship cho anh em luôn. Đấy, thường thường các bác dùng máy hay hỏng pin với hỏng sạc rất là nhiều. Và các bác có nhu cầu thì liên hệ qua bên em. Và xin kết thúc cái video tại đây. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.